Hello Minh Quân. Okay, how are you today? I'm fine, thanks. Very good. Cô nhận được bài tập của con rồi. Phần đọc chưa được tốt đâu nhá. Cô chữa bài này. Câu 5 con đúng, câu 6 chính xác. Câu 7 chính xác, câu 8 chính xác. Câu 9 chính xác và câu 10 đúng. Tuy nhiên này, cô nghe này, cô nghe ghi âm, cô thấy các tờ này. Tại sao mà cô vẫn đọc cái này là instrument nhé? Cô bảo cái âm này là âm gì? Chờ. Experiments. Được chưa? Và còn rất là nhiều từ khác đấy. Nhưng mà cô quên mất rồi. Bởi vì cô nghe cô hay quên. Nào bây giờ cô đọc lại cho con nghe một lần nữa. Con cảm thấy cái từ nào con đọc sai thì con phải sửa cho cô. Được chưa? Nào nghe nhá. You can use this to see the spellings and the meanings of words. In your music lessons, you might listen to people playing these. Number two, women and girls wear these when they go swimming. Number three, birds and butterflies use these to help them fly in the air. Four, there are words and ways people speak in different parts of the world. Five, this is perhaps the best animal to ride if you want to cross the desert. Six, in this subject, you might learn how matter change when they get hot. Number seven, this is the soft coat that animals like rabbits and kittens have on their bodies. Eight, if you are wearing jeans, you can put your key and phone in this. Number nine, older students go to this place to learn subjects like history or geography. Number 10. A king might wear this on his head when he is with other important people. Được chưa? Cô nhớ là lúc nãy nghiêm trọng nhất là có từ instruments và cái thứ hai là con đọc cái này này, the meaning xong con đọc líu lưỡi thành cái gì ấy. Được chưa? Cái chữ này mình vẫn hay đọc là of đúng không? Of nhưng mà không phải F đâu nhá. Of âm v. Of words, được chưa? Làm sao mà phải luyến láy vào thế? Được chưa? Về nhà tiếp tục tập đọc đi nhá. Rõ chưa? Ok. Hôm nay thì mình xong bài mới. Con có gì? À, hôm nay mình xong bài mới. Visiting different places. Được chưa? Visiting different places có nghĩa là gì? Là thăm những nơi khác nhau ạ. Chính xác, thăm những cái địa điểm khác nhau. Được chưa? Ok. Nào, làm bài tập A này cho cô. Bài tập A này đọc câu và xem nó định nghĩa về cái danh từ nào thì con sẽ tìm ra cái danh từ đấy cho cô, được chưa? Lưu ý này, không phải nhất thiết từ nào cũng có s ở cuối đâu. Cái s ở cuối cũng có thể là nó là số nhiều thôi. Lưu ý cho cô nhá. Quan trọng là mình phải đọc hiểu, được chưa? Ví dụ câu số 1. This is green and you can usually find it in gardens, cows eat it. Nó màu xanh và bạn sẽ thường thấy ở trong vườn. Con bò thì ăn nó. Thế con bò màu xanh này, thấy trong vườn mà con bò, mình biết ngay đấy là cỏ. Thế vậy đáp án chính là grass. Đã hiểu vấn đề chưa? Ok, nào làm cho cô. Ok, làm đi. Cô đi vệ sinh một chút, còn cứ làm đi.
Ok, cô quay trở lại rồi. Tập trung làm đi. Đọc thật kỹ vào. Câu 2. Vâng. Câu 2 thì câu 2 cô sẽ chữa luôn, bởi vì câu 2 ngoài cái tiếng Anh ra thì nó còn cần một cái sự thông thạo về mặt địa lý. Câu đấy con làm sai rồi. Tuy nhiên đáp án rocks cũng không phải là một đáp án tệ. Được. Có suy nghĩ, tuy nhiên nó chưa chính xác. Tuy nhiên là cô bảo nó kết nó cũng không tệ đâu, được chưa? Một số bạn khác bạn cũng chả biết cơ. Tuy nhiên ở đây thì đáp án nó không phải là rocks. You can walk up these because they are lower than mountains. Bạn có thể trèo lên đây bởi vì chúng thấp hơn núi. Thấp hơn núi thì có đá hả? Cái tảng đá. Thì nó thấp Có hơn những hả cái tảng cô? đá lớn để mình trèo lên. Ok, cô chấp nhận. Thế nên là cô bảo đáp án này không tệ. Tuy nhiên thì thấp hơn núi người ta sẽ có một cái khái niệm đó chính là đồi. Được chưa? Đồi. Được chưa? Và đáp án trong cái câu này là hills. Được chưa? Không phải là cô nhìn đáp án cô biết đâu. Không phải là cô dạy nhiều rồi cô biết đâu. Ngày xưa cô học. Ngày xưa cô thi cô thi tổ hợp xã hội. Thế nên cô học địa và cô biết cái điều này. Thế nên là cái này phải kết hợp các cái kiến thức lại với nhau thì mới biết được, được chưa? Thấp hơn núi nó sẽ có đồ nhá, hills, được chưa? Nào làm tiếp cho cô câu còn lại đi. Có từ nào mà không hiểu nó ngăn cản cái sự dịch của con thì con hỏi cô. Vâng. Cô cho con 3 phút nữa để xem để làm được câu nào thì làm, sau đó cô sẽ chữa nhá. 3 phút đến đúng 5 giờ 15 cô sẽ chữa.
Okay, time's up. Nào, cũng làm đúng được những câu làm thì đúng hết đấy. Câu số 3 này. You find these on farms and some farmers grow vegetables in them. Bạn tìm thấy những cái này ở trên những cái nông trại, nông trường và một số người nông dân sẽ trồng rau củ quả trên chúng. Đây là trên những cánh đồng, fields. Đáp án này đúng. Tốt. Câu số 4 này. Câu số 4 cũng đúng. It is usually yellow. It's under your feet when you walk on the beach. Nó sẽ thường màu vàng và nó ở dưới bàn chân của bạn khi mà bạn đi bộ trên bãi biển. Chính xác, chính là sand. Câu số 5 cũng chính xác luôn. Câu 5 cũng tốt. People live and work in these places. They like cows, but smaller. Chính xác, nó chính là village. Câu này làm tốt. Rất ít bạn biết được, rất ít bạn đúng. Nhưng mà nó cũng dễ mà đúng không? Bạn, mọi người sống và làm việc ở những nơi này, nó giống như thị trấn nhưng nhỏ hơn. Nhưng mà nghĩa là nhỏ hơn đơn vị thị trấn thì chỉ có thể là đơn vị làng thôi. Để cho village, tốt. Câu số 6. You see these on all kinds of plants. They sometimes fall off trees. Tại sao cô này lại không biết là? Cô ni em chưa làm kịp với cô ni là forest. Forest sai. All kinds of plants mà sao lại là forest được? À, khai plant. Em từng em nhầm lại cô You bảy. see these on all kinds of plants, come on. Bạn nhìn thấy những cái này trong tất cả các cái loại thực vật. They sometimes fall off trees. Fall off là gì? Rớt. Là rơi. Được chưa? Thế cái gì mà xuất hiện trên tất cả các loại cây và nó sẽ bị rơi? Nó Cái già, nó lá. rơi. Đúng rồi. Lá. Đáp án chính là leaves. Được chưa? Number 7. Number 7 thì đúng rồi nhá. Forest. Không phải forest đâu, âm y đấy, forest. Câu số 8. There is water all around this place, so you need a boat to get to it. Có nước ở xung quanh cái nơi này nên là bạn cần thuyền để đi tới nó. Được chưa? Có nước xung quanh nơi này. Thế vậy cái nơi nào mà có nước bao quanh đó chính là đảo, island. Được chưa? Nhớ âm s trong từ đảo là âm câm, island. Câu số 9. Most of these are really pretty and you find them on the beach or at the bottom of the seas. Nó là gì? Là em yêu cô là Không phải em nhiều thưa cô. người Trả lời luôn. Là gì? hết cả.
là shells, là vỏ sò, được chưa? À. Vỏ sò có thể được tìm thấy trên bãi biển mà nó cũng có thể tìm thấy được ở dưới đáy đại dương, được chưa? Đáy đại dương thực chất nó cũng là cát mà, được chưa? Cứ nơi nào có cát thì sẽ có vỏ sò, được chưa nào? Cô bài này hay chứ đúng không? Bài này hay đấy. Câu số 10 Vâng. này. Most of these. À, nhầm. Câu số 10 này. When it rains, it is gray and has lots of clouds in it. Là gì? Câu này không thể nào không làm được. À. Là gì? Là cái khi nó mưa, cái này mưa nó làm sao Câu này rất không chấm. dễ. Đúng rồi đấy. Ừ, đúng rồi con. Bầu trời là gì? Là bầu trời là Sky. Trời ơi. Học bao lâu rồi em xong bây giờ lại không biết the sky là bầu trời nữa. Thấy ơi chưa? em vừa nói, em nói từ cái đúng lúc của nó rồi cơ. Câu số 11 này. A large area of land that has very little water. Câu số 11 là gì? Câu số 11 còn lên. A large area of land that has very little water in it. Sa mạc. Một cái À, đúng nơi, một cái vùng rồi đất rất là rộng lớn và có rất ít nước. Đấy chính là sa mạc. Sa mạc đang là gì? đây rồi. Học rồi. Gathered. Đây. Chính xác. Đọc tốt. Đúng rồi. Gathered. Ok. Hết rồi đấy. Nào, trong các cái từ từ 1 đến 11 có từ nào chưa biết nghĩa không? Ôi. Em không thấy cái à thôi à không có gì cả. Cô hỏi con là từ câu số 1 đến câu 11 có cái từ nào mà chưa biết nghĩa không thì ghi vào. Vâng. Shell là cái vỏ sò đúng không? Đúng rồi, shell, tròn mồm lên, shell. Shell. Tôi có mỗi từ vỏ sò Ok. Đọc lại nhá. Grass. Brass. Hills. Hills. Fills. Fields. Sand. Land. Village. Village. Leaves. Leaves. Forest. Forest. Island. Island. Cells. Cells. Sky. Shell. Sky. Gathered. Desert. Lại đến chương trình đọc nha. Chương trình đọc từ câu 1 đến câu 10. Để cho đọc, cô đọc trước, nghe cho kỹ rồi đọc lại nhá. This is Ạ. green and you can usually find it in gardens. Cows eat it. You can walk up these because they are lower than mountains. You find these on farms and some farmers grow vegetables in them. This is usually yellow. It's under your feet when you walk on the beach. People live and work in these places. They are lighthouses. Lưu ý cho cô này, từ dây, cái này con đọc là gì? Dây phẩy RE con đọc là gì? Đây Viết tắt gì à? Đọc là gì? đây ai Dây ơ à? Hầu hết các bạn đọc là dây ơ đấy. Viết tắt của dây A ấy thì đọc là gì? Không sao, con cứ đọc từ trước đến giờ, đọc nào con đọc thế, thấy chưa? Không phải cô bắt con sai đâu. vâng ạ. Con đọc là dây ơ hả? Ok, lưu ý cho cô nhá.
Thôi cô không mở từ điển lên nữa. Này cho từ bật mic lên rồi tắt mic. Từ này rất nhiều bạn sai rồi. Từ này không đọc là J-O đâu nhá. There. Đọc giống từ there. Được chưa? There. Được chưa? There are like towers but smaller. Cô đọc hết rồi, cô cho con nghe từ này trên từ điển. You Vâng. see these on all kinds of plants. They sometimes fall off trees. Number 7. You can find thousands of tall trees in this place. Number 8. There is water all around this place, so you need a boat to get to it. Number 9. Most of these are really pretty, and you find them on the beach and at the bottom of the sea. Number 10. When it rains, this is gray and has lots of clouds in it. Okay, cho nghe từ từ đấy nhá. Phải được nghe cơ, phải được nghe thì mới nhớ được. Nào, cô bảo con, cô dạy con cách tra rồi đúng không? Viết từ đấy ra này. Con có thể ấn là gì nhỉ? Được chưa? Em Bên vừa dưới nó tra sẽ rồi cô. bên dưới nó sẽ ra một cái từ điển, được chưa? Nó sẽ ra một cái từ điển là từ điển Cambridge. Con sẽ sử dụng từ điển này nhá. Nghe Vâng. này. There. 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 Sao? Vẫn chưa biết à? Nhìn đây. Đã biết. Nhưng cái đầu Thực tiên nó ra đọc giống Zeo cô nhỉ? nó đọc giống there, con nghe thấy thế thôi, nhưng mà thực ra thì người ta vẫn đọc âm ơ đấy, nhìn vào phiên âm của nó này. There này, the, cái âm này là âm the, âm nó ký hiệu như này là âm the, được chưa? The. Nào thêm này, there, có there rồi. Đây, đây là âm anh nhá. Chúng ta sẽ có âm ơ nữa này. Đây là âm ơ. Và cong lưỡi thì là âm âm nhẹ, được chưa? Trong anh thì âm cong lưỡi nó sẽ cho là âm nhẹ, để cho thường nó sẽ cho là âm nhẹ. Vì thế nên là cái chữ er con nghe nó không rõ đâu. Thế là there. Nhưng mà vẫn có er đấy. Chả qua không nghe rõ bởi vì người ta sẽ không đọc cái âm cong lưỡi này quá nặng. Âm r ấy. Còn nếu mà con đọc nhá. There. There. Thực ra cái er đấy là cái cong lưỡi của chữ r, của âm r này đấy. Được chưa? Nhưng mà khi mà sang Anh Mỹ phiên âm nó cũng như thế. Phiên âm thực chất nó cũng sẽ như thế thôi. Được chưa? Nhưng mà nó bỏ bớt đi một âm và cái âm r này nó cho vào một cái âm gọi là âm chính đấy. Được chưa? Vậy thì mình sẽ nghe nó rõ âm r hơn. There. There. Được chưa? There. Được chưa? Đó. Thế thôi. Học phiên âm nó không khó đâu. Ngày xưa xưa cô tưởng khó mà sao nó không khó tí nào. Thích ấy. Bởi vì khi mà mình học phiên âm thì kể cả người ta đọc như thế nào mình không nghe rõ thì khi mà nhìn về mặt vào phiên âm thì mình vẫn sẽ biết là cái từ đấy đọc như thế nào. Được chưa? Ok, đọc cho cô từ câu 1 đến câu 10 đây. Từ được rồi, em hỏi tiếp. Cái Ờ. từ sau từ giờ, cái từ sau từ giờ ở câu 9 là bottom mà cô. Đúng rồi. Bottom. At the bottom of. Và at the bottom là đáy, thế vậy đỉnh là gì? Đỉnh ạ. Ừ. Đỉnh sẽ không biết đỉnh rồi chứ. Có nghe Binz hát không? Top. Top, chính xác. Được chưa? Trên đỉnh sẽ là at the top of. Được chưa? Trên đỉnh núi. At the top of the mountain. Được chưa? Được chưa? Dưới đáy đại dương. At the bottom of the sea. Được chưa? Đọc đi con. Green and you can usually find it in garden. How is it? You can work out this because they are lower than mountains. You find this on farms and some farmers grow vegetables in them. This is usually yellow. It's under your feet when you walk on the beach. People likely live and work in this place. They are like towns, Lại dây but A rồi. There. There. they are like towns, but smaller. Ok, You dừng lại see. này, dừng lại. Dừng lại. Cô thấy lúc nãy cái từ này đọc là live. Được chưa? Từ này có thể đọc là live. Nhưng con có biết là khi nào thì đọc là live không? Nào không?
cái từ sống ấy, lúc nay con có đọc là life đúng chưa, sau đó con sửa lại thì sửa lại đúng rồi, nhưng mà từ life này nó cũng có thể đọc là live đấy. Khi nào thì nó đọc là live, có biết không? Không. Khi mà nó là tính từ, chúng ta sẽ có này, ví dụ như là mọi người hay bảo livestream trên mạng xã hội đấy, nó chính là xuất phát từ từ này. Live ở đây có nghĩa là trực tiếp, được chưa? Ví dụ như là chúng ta sẽ có các buổi hòa nhạc trực tiếp, live concert, được chưa? Live stream, vân vân. Thì khi mà nó là, khi mà nó mang ý nghĩa là trực tiếp, phát sóng trực tiếp, truyền hình trực tiếp, quay trực tiếp, thì người ta sẽ sử dụng từ này, sẽ đọc là live chứ không đọc là live, được chưa? Khi nó mang chức năng là động từ và nó có nghĩa là sống thì mình sẽ đọc là live, được chưa? Ở đây hoàn toàn nhìn vào đã biết là nó là sống rồi, con người sống và làm việc, như vậy từ này phải đọc là live, đã rõ chưa? Rồi. Đọc câu 6. See this on all kinds of plants. They sometimes fall a tree. Câu này đọc sai hai từ rất nghiêm trọng. Thứ nhất này, plane, plane là cái hành tinh con ạ. Còn thực vật nữa là plants. Được chưa? Làm Cái thứ hai này, cái từ kia không phải là of. Of là của, còn đây là off. O, off. Off là xuống, là thoát ra. Fall of trees, chứ không phải là fall of trees. Được chưa? Sai hai từ nghiêm trọng đấy. Đọc lại hai từ đấy đi. Plants. Plans Off. of Number seven. you can find thousands of tall trees in this place. There is one water all around this place, so you need a boat to get to it. Most of these are really pretty, and you find them on the beach or at the bottom of the sea. When it rains, this is gray and has lots of clouds in it. Ok. Được đấy, đọc tiến bộ hơn mấy hôm trước rất nhiều. Cố gắng. Nào, thoát ra vào lại cho cô nhé.